Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hưng khởi vạn Phật thánh thành. Các vị thiện tín, Bồ Tát tinh tấn tu hành, ngày đêm không lười biếng, tích lũy công đức về ba nghiệp thanh tịnh, trang nghiêm thân tâm, cho nên lúc nào cũng chăm chỉ, không biết mỏi, nguyện chúng sinh siêng tu ba nghiệp, thanh tịnh thân, khẩu, ý mới có công đức thanh tịnh thiện căn, và thân tướng được trang nghiêm viên mãn. Chúng ta là người học Phật tu đạo, bất cứ thời khắc nào cũng không thể buông lung, nhất là phải chú trọng đặc biệt tới ba nghiệp để cầu cải tiến, rồi từ đó tích lũy dần dần các công đức thiện, trồng đại thiện căn không kể thời tiết. Cứ tinh tấn như thế, tự nhiên đạo nghiệp thành tựu, tướng trang nghiêm cũng được viên mãn. Nói về tướng, tuy là do tu, nhưng nếu ta bẩm sinh ra đời với một hình tướng xấu xí, ai trông thấy cũng không khởi tâm hoan hỷ mà tìm cách tránh xa, như vậy cũng là khó cho ta đi giáo hóa chúng sinh. Hồi Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, người Trung Quốc trông thấy Tổ mặt đầy râu ria, mắt to, lông mày rậm, tướng dễ sợ, cho nên Tổ Đạt Ma phải diện bích đối diện với bức tường trên 10 năm, chỉ giáo hóa được rất ít chúng sinh. May mắn trong đó có một vị là Nhị Tổ Thần Quang. Người đến cầu pháp quỳ suốt 9 năm, lại chặt một cánh tay mới được Tổ Đạt Ma lấy tâm chuyển tâm, từ đó mới có tông thiền, truyền cho đến nay. Nay tôi đến Tây Phương Hoằng Pháp, dìu dắt các vị tu học Phật Pháp, cũng chỉ vẽ cho quý vị phải tu công đức phước thiện để trang nghiêm thân tướng của chính mình. Thế nào là tu công đức phước thiện? Tới đâu để tu? Đúng vậy, tu hành làm việc đạo cũng cần phải có một chỗ an thân. Cơ hội này cũng là do nhân duyên đã thành thục nên bây giờ mới ở tại vạn Phật thánh thành. Ở đây cần cả vạn vị Phật đến trang nghiêm thành này. Nói là vạn Phật, chẳng phải đã thành được vạn Phật, mà đương thành vạn Phật là đã phát tâm Bồ Đề, hiện phát tâm Bồ Đề, đương phát tâm Bồ Đề của các đệ tử Phật. Vạn Phật thánh thành, vạn Phật thánh thành, vạn Phật đều thành. Công trình tại Kim Sơn Thánh Tự trong mấy năm nay chính là đãi cát tìm vàng, rất may mắn đã gạn lọc ra được rất nhiều Phật vàng. Hết thầy thất chúng đến Kim Sơn Thánh Tự không sanh lòng thối chí, do có một phần của vạn Phật thánh thành, cho nên chúng ta phải trân quý túc duyên đó mà đồng tâm hiệp lực phát nguyện rộng lớn. Thứ nhất, nguyện lấy vạn Phật thánh thành là cộng đồng sinh mạng của chúng ta. Để sinh mạng của chúng ta được duy trì, vạn Phật thánh thành phải là nơi an toàn, không gặp hiểm nghèo, để sinh mạng đó có đủ sức sống và phát triển. Thứ hai, nguyện coi vạn Phật thánh thành là cái đầu não của chúng ta, do đó chúng ta phải bảo hộ cái đầu để vạn Phật thánh thành sẽ vĩnh viễn lãnh đạo chúng sanh dưới ánh hào quang của Phật, và chúng sanh sẽ được tận hưởng an lạc trong đời sống. Thứ ba, nguyện lấy vạn Phật thánh thành là cặp mắt của chúng ta, và như cặp mắt được gìn giữ, chúng sẽ có thể quan sát mọi nhân duyên của chúng sanh một cách tường tận, vĩnh viễn không xa cách chúng sanh. Chúng ta tất cả xin hãy một lòng tha thiết gắn bó với lời thệ nguyện phát triển vạn Phật thánh thành, nhất định thành tựu cho được lời nguyện vạn Phật tới trang nghiêm thành này, lấy sự hưng thịnh của toàn thành làm trách nhiệm và thiên chức của chính mình. Hy vọng mọi người không coi nhẹ trách nhiệm bỏ bê phận sự của mình. Sự việc trong thế gian luôn luôn theo chiều hướng lên xuống, cái này lên thì cái kia xuống, không có cái gì là vĩnh viễn hưng hay vĩnh viễn suy. Hiện nay, Phật giáo tại châu Á suy vi, thì Phật giáo tại Mỹ lại hưng khởi. Lịch sử của một dân tộc hay một quốc gia cũng giống như thế. Nước này suy, nước kia thịnh, như vầng Thái Dương lúc buổi sáng mọc lên ở phương Đông, chiều đến, xuống dần và lặn ở phương Tây. Nói lặn nhưng chẳng phải là mất hẳn, lặn nơi này mà mọc ở nơi khác. Tại Mỹ, khi chúng ta ngắm mặt trời lặn thì cũng là lúc rạng đông ở Trung Hoa, nhất thiết các sự tướng đều bày ra như vậy. Phật giáo đến với xã hội Tây Phương thì vạn Phật thánh thành của chúng ta là nơi phát nguyên, cái cơ sở gốc vậy. Năm ngoái, lão Pháp Sư Đông Sơ qua Mỹ có đến vạn Phật thánh thành. Ngài nói rằng vạn Phật thánh thành có thể ví như núi Linh Thứ tại Ấn Độ, và cũng có thể nói rằng vạn Phật thánh thành là Phật giáo Mỹ quốc thánh thành.
đất này cũng có Diệu Giác Sơn, đúng là Linh Sơn Thánh Thành. Địa hình của Diệu Giác Sơn như tượng một người nằm, vừa trong giấc ngủ tỉnh giấc, không riêng tự giác ngộ mà còn chiếu cố các chúng sanh khắp mười phương, cho nên mới có tên là Diệu Giác. Do đó, Vạn Phật Thánh Thành có thể gọi là Giác Sơn Thánh Thành, hay Bồ Đề Thánh Thành, hay Diệu Sát Sơn Thánh Thành cũng được. Lão Pháp Sư Đạo Nguyên lúc đến đây, Ngài lấy mấy chữ tên của Ngài Đạo Nguyên, ghép lại mà rằng, nguồn đạo, nguồn đạo, nguồn của đạo, nguồn của tu đạo, Vạn Phật Thánh Thành chính là nguồn hành đạo của chư Phật tại Tây Phương. Tại Trung Quốc, ở tỉnh Quảng Châu có Tây Lai Sơ Địa, để ghi nhớ nơi Tổ sư Đạt Ma lần đầu tiên đặt chân tới Trung Hoa. Vạn Phật Thánh Thành của chúng ta cũng có thể kêu là Đông Lai Sơ Địa, nhưng đó chẳng phải là ám chỉ tôi mới đến. Đây là nói Lão Pháp Sư Đông Sơ ghé qua nơi này, chẳng phải là nói sư phụ của quý vị từ Đông Phương mới đặt chân tới. Từ nay về sau, bất cứ lúc nào và ở chỗ nào không nên đề cập đến tên tôi là tốt hơn cả. Tại sao? Tôi không muốn giống mọi người trong thế tục. Các ông coi Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, người đến cũng không, người ra đi cũng không, cái gì cũng không có. Tuy nói Tổ ngồi nơi Hùng Nhĩ Sơn trong 9 năm, nơi mà Tổ ngồi vẫn còn ở đấy, nhưng người thì không. Vậy cứu cánh thì Tổ ở đâu vậy? Không ai biết. Bởi vậy, lúc sinh thời tôi không muốn dùng tên tôi. Trong tương lai, không còn ở tại thế gian này cũng không cần đến tên tôi nữa. Tôi thường nói với quý vị rằng, cái tên của tôi là giả, cái tên khác cũng chẳng phải là chân. Nay, mỗi cá nhân chúng ta phải phát nguyện là một phần tử của Vạn Phật Thánh Thành, tức không còn là kẻ chỉ đứng ngoài bàng quang, không mó tay tới việc gì. Chúng ta có sức thì góp sức, có tiền thì xuất tiền, cống hiến tận tình công sức của chúng ta, đưa kế hoạch mục tiêu để phát triển Vạn Phật Thánh Thành, tận lực hộ vệ Vạn Phật Thánh Thành, hộ trì nơi phát nguyên ra Phật giáo Tây Phương, nơi đất thánh này, như thế mới hết cái nghĩa chúng ta coi trọng Vạn Phật Thánh Thành. Công trình của chúng ta chẳng phải có ý nghĩa tạm thời, trong tương lai, khi ghi lại lịch sử phát triển của Phật giáo Tây Phương, đây là một điểm phải đặc biệt chú trọng. Chẳng phải chúng ta hy vọng có cái danh trong sử này, chỉ là muốn người chấp sự của Phật giáo Tây Phương ghi ra những điều trung thực. Việc trước mắt là chúng ta bất tất lo những chuyện này, mà nhớ rằng chúng ta đã là đệ tử Phật tại Vạn Phật Thánh Thành, thì phải đem hết chân tâm và năng lực, đổ mồ hôi nước mắt, chịu khổ, chịu nạn cho công trình này, chẳng hãi sợ, chẳng lôi bước, coi như sự đương nhiên, nếu không thì chẳng đúng là dân của Vạn Phật Thánh Thành. Còn nhớ năm 1972, tôi đã từng viết bài Vũ Trụ Bạch, sau chót có hai câu, Lưu Nguyệt Hãn bất hưu tức, nghĩa là đổ mồ hôi, đổ tâm huyết, cũng chẳng thôi, cũng chẳng tạm nghỉ, quyết mang huyết hãn để thực hiện cho được lý tưởng và mục đích của chúng ta. Ha ha ha,